đi lên, bước còn lưng lưng ân nhà trầm lắng Chúa ơi. Nghe nước mắt ngọt ngào, nước mắt chưa nhận ra, vì chưa nhận ra mình là người yêu của Chúa. Từng bước con đi lên, bước con Chúa ơi, lòng xôn xao mà hồn bơ ngơ. Bước diêu huyền con đi, nước mắt tình yêu, nước mắt hoàn lại, tình yêu Ngài thiết kín cả tâm tư. Con tiến lên lạy Chúa, từng bước lâng lâng cho hồn chìm xuống, nghe không gian tan nát. Tuổi xuân xanh xin cho một lần đường khóc, khóc vì yêu thương, khóc vì hân hoan. Từng bước con đi lên, còn lâng lâng ân nhạc trầm lắng Chúa ơi. Nghe nước mắt ngọt ngào, nước mắt chưa nhận ra, vì chưa nhận ra anh là người yêu của Chúa. Tình yêu Ngài vô bờ. Từng bước con đi lên, bước con Chúa ơi, lòng xôn xao mà hồn bơ ngơ. Yêu huyền con đi, nước mắt tình yêu, nước mắt hoàn lại, tình yêu Ngài viết kín cả tâm tư. Con tiến lên lạy Chúa, Ngài dẫn con đi trong hồn thổn thức như nai kia ngơ ngác. Mộng mơ thay trong chiều vàng, Ngài dìu từng bước, bước đường thênh thang gió mừng reo vang. Từng bước con đi lên, còn lâng lâng ân nhạc trầm lắng Chúa ơi. Nghe nước mắt ngọt ngào, vì chợt nhận ra, vì chợt nhận ra mình là người yêu của Chúa. Tình yêu Ngài vô bờ. Từng bước con đi lên, Chúa ơi, lòng xôn xao mà hồn bơ ngơ. Bước diêu huyền con đi, nước mắt tình yêu, nước mắt hoàn lại, tình yêu Ngài thiết kín cả tâm tư. Con tiến lên lạy Chúa, từng bước đi lên nghe hồn rạng rỡ và tình Ngài thắp sáng. Và bâng khuâng khi nghe một lần bản nhạc tình ai ưa đầy trong tim những chiều êm mơ. Từng bước con đi lên, bước còn lưng lưng ân nhạc trầm lắng Chúa ơi. Nghe nước mắt ngọt ngào, nước mắt vì chợt nhận ra, vì chợt nhận ra mình là người yêu của Chúa. Thank you.
tiến lên bàn thánh, con tiến lên bàn thánh Chúa, dâng lên của lễ tình yêu, dâng lên của lễ toàn thiêng. Con linh mục, con nào có công chẳng gì mà dâng lên Chúa, con nào biết lấy gì để dâng thanh lễ mỗi ngày. Chúa đã gọi và đỡ nâng con, xin cảm tạ hồng ơn. Từng ngày con tin dâng lời kinh, con cất cao lời tụng ca, vinh danh Thiên Chúa là Cha, vọng khắp gần xa. Con linh mục sớm chiều sống trong kinh nguyện, trong niềm yêu mến chung lời với giao hồn, ngày đêm con tán dương Ngài. Chúa đã gọi và đỡ nâng con, xin cảm tạ hồng. Và sau đây thay lời cho ban tổ chức, con xin trân trọng là kính mời các vị đại biểu của giáo xứ Cẩm Phả lên con nắng hoa chúc mừng tân linh mục. Xin trân trọng kính mời. Con sống vui đời ngôn sứ, hăng say gửi đến ngàn dân yêu thương. Vâng, kính mời đại biểu của con nắng hoa để chúc mừng tân linh mục. Đem lời. Vâng, và xin các quý vị cùng toàn thể cộng đoàn lấy đầu một tràng pháo tay thật đặc biệt đó để chúc mừng cho tân linh của chúng ta. Điệp thanh ân của người. Xin trân trọng kính mời quý vị có đăng hoa đến chúc mừng. Chúa đã gọi và đỡ nâng con, xin cảm ơn. Vâng, và xin quý vị cùng toàn thể cộng đoàn lấy đầu một tràng pháo tay thật lớn nữa để chúc mừng cho tân linh mục nhận được ngắn hoa tặng của gia đình các cụ trên đại lộ ở Hải Dương ạ. Vâng, xin trân trọng cảm ơn. Sống vui đời một mình, chăm lo hạnh phúc mọi người, hân hoan tiếp đón từng ngày. Con linh mục, con nguyện sống cho mọi người và cho Thiên Chúa suốt đời khắc ghi ơn trời lời ca cảm tạ. Và sau đây con xin trân trọng giới thiệu Chúa là bác Quang và em Nguyễn ở công an thành phố Hải Phòng có đăng hoa đến để chúc mừng tân linh mục. Con xin trân trọng kính mời. Vâng, và đề nghị cộng đoàn là hãy đổi một tràng pháo tay thật đặc biệt để chúc mừng cho tân linh mục ngày hôm nay. Vâng, xin trân trọng các đồng chí trong ban công an của thành phố Hải Phòng. Chúa đã gọi và đỡ nâng xin cảm tạ hồng ơn. Xin kính mời quý vị cùng toàn thể cộng đoàn lấy đầu một tràng pháo tay thật lớn nữa để chúc mừng cho tân linh mục của chúng ta hôm nay nhận được ngắn hoa của giáo xứ Sông Bồ rất là đẹp ạ. Người đứng xuống mấy bậc dưới này đi, đẹp hơn, đứng bậc trước này đi. Về trong khu vực hiện của nhà giáo lý để đăng ký ngay để ban tổ chức chúng con giới thiệu để kịp với thời gian quy định của ban tổ chức để bước vào thánh lễ được đúng giờ. Vâng, xin kính mời quý vị hãy vào đăng ký tại bàn đăng ký ở trong nhà giáo lý. Vâng, xin quý vị hãy trở về bàn trà để ban tổ chức chúng con được hiện phần đón tiếp.
con xin trân trọng giới thiệu và kính mời gia đình bác Hải, bác Thắng, giáo họ Đồng Châu, giáo phận Thái Bình và Nam Hoa về chúc mừng. Xin trân trọng kính mời. Xin là cảm ơn các phái đoàn. Vâng, xin kính mời quý vị cùng toàn thể cộng đoàn hãy đồng tràng pháo tay thật lớn nữa để chúc mừng cho gia đình của Hoàng Ngọc Toàn hôm nay. Vâng, và để tiếp tục chương trình chúc mừng gia đình một, con xin trân trọng giới thiệu nắng hoa chúc mừng của gia đình ông Danh ở giáo xứ Đồng Giá. Vâng, và xin quý vị đồng một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho gia đình của Hoàng Ngọc Toàn hôm nay. Vâng, và xin kính mời quý vị ra bàn trà để ban tổ chức chúng con được đón tiếp. Vâng, và con xin mời toàn thể quý vị cùng toàn thể cộng đoàn hãy ngồi một tràng pháo tay thật đồng nhiệt để chúc mừng tân linh mục Hoàng Ngọc Toàn buổi sáng hôm nay. Vâng, và để tiếp tục chương trình tặng hoa cho tân linh mục, con xin giới thiệu và trân trọng kính mời gia đình ông Hỗ ở Vương Sa về và có nắng hoa đi chúc mừng tân linh mục. Xin trân trọng kính mời. Con xin trân trọng giới thiệu và kính mời gia đình ông bà An ở Phan Bội Châu, Hải Phòng lên chúc mừng. Đây và những phần quà để chúc mừng cho tân linh mục của chúng con. Và đây là nắng hoa và phần quà của các ông bà ở 50/60 Phan Bội Châu, Hải Phòng. Đề nghị cộng đoàn và chúng ta đổi một tràng pháo tay thật đồng nhiệt để chúc mừng cho tân linh mục hôm nay. Khi đời con vô điểm những bước chân reo vang tin mừng, từng bước ngài dìu dắt con đi. Ôi Chúa tình yêu, họ nhà xứ giáo xứ Nam Hà nên có nắng hoa để chúc mừng. Xin trân trọng kính mời quý đoàn. Vâng, và xin tất cả quý vị cùng toàn thể cộng đoàn hãy đồng một tràng pháo tay thật đồng nhiệt để chúc mừng tân linh mục Hoàng Ngọc Toàn hôm nay. Vâng, xin trân trọng cảm ơn quý vị và cộng đoàn rất nhiều. Con mời cha mời tất cả mọi người như đây ạ. Con mời cha con chụp nhá. Vâng, thay lời cho ban tổ chức, con xin trân trọng cảm ơn quý đoàn và xin quý đoàn ra bàn trà để gia đình cũng như ban tổ chức chúng con được đón tiếp. Tỉnh ca đoàn Hương Chi A của giáo xứ Nam Hà. Xin đề nghị anh em
Vâng, và con đề nghị cộng đoàn hãy đổi 100 bó tay thật nồng nhiệt để chúc mừng cho Tân Linh Mục đã nhận được nắng hoa rất tươi đẹp của các em trong ca đoàn giáo sư Nam Hà. Xin trân trọng cảm ơn. Mời cha, mời thầy, mời cha. Vâng, và xin quý vị cùng toàn thể cộng đoàn hãy đổi 100 bó tay thật nồng nhiệt để chúc mừng Tân Linh Mục Hoàng Ngọc Toàn. Chúa rất dìu con từng bước đi trong đời, từng phút giây không rời qua bao nhiêu bước đường. Giới thiệu và kính mời ban hành giáo nhà sư An Tân giáo sư Hải Phòng có nắng hoa lên cúng dường. Nhưng trong tay Chúa như con thơ Quý vị và bạn bè ngồi xuống trước của bạn, mời quý vị qua được đón tiếp.
từ con mong ước bên ngài từng ngày gieo bước và để con tin tôi thêm tình thương cho muôn muôn người. Tình Chúa yêu con mênh mông như biển Thái Bình, dạt dào như ngàn con sóng vỗ về năm tháng đời con. Tình ngài như mưa đỉnh núi suốt đời tuôn đổ dạt dào, một tình yêu vô biên, một tình yêu vô hồng mân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man miên man, nâng đỡ tình con trong tay, trong tay vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi, em trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi, có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt vời, xa xôi ngày tháng em trôi, yêu thương như nước xuôi dòng, mặt nồng như làn hơi ấm đổ đầy mưa nắng đời con. Còn gì như ân tình Chúa dắt dìu con bước trong đời, từng nhịp chân yêu thương, từng nhịp chân yêu thương. Hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man miên man, nâng đỡ tình con trong tay, trong tay vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi, em trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi, có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt vời, làn gió đưa mây, đôi tay con hướng lên trời, nguyện cầu cho đời con mãi giữ trọn lời hứa chung kia. Một đời con xin tận hiến, Chúa là hơi ấm mẹ hiền, trọn đời con nương thân, trọn đời con nương. Hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man miên man, nâng đỡ tình con trong tay, trong tay vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi, em trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi, có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt, hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man miên man, nâng đỡ tình con trong tay, trong tay vòng tay thương mến.
đời có Chúa em trôi, Chúa dẫn dìu con luôn luôn không thôi, có Chúa cùng đi con không đơn côi. Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí cụ bình an. Làm chân tay cho ai què cụ, làm đôi tai cho người bị điếc, làm đôi mắt cho người đôi mù, làm miệng lưỡi cho người không nói. Về đây đâng thánh lễ để lời Chúa của xin sự của theo như ý Chúa. Trong ngày 19 tháng 3 vừa qua, lạy mà cầu nguyện cho tổ tiên, cho thân bằng quyến thuộc, cho giáo xứ và quê hương thân yêu. Kính thưa cộng đoàn, trong ngày vui trọng đại hôm nay, cha Augustino, gia đình và cộng đoàn giáo xứ chúng ta vui mừng đón tiếp sự hiện của cha tổng đại diện Giuse Nguyễn Văn Thông. Cộng đoàn chúng ta cũng vui mừng đón tiếp quý cha trong và ngoài giáo phận đã về chung vui với quê hương của chúng ta, với gia đình và cộng đoàn giáo xứ. Xin cộng đoàn nổ một tràng pháo tay chào mừng quý cha. Chúng con cũng thật vinh dự đón tiếp cùng về chung vui và hiệp ý với tân linh mục trong ngày tạ ơn hôm nay. Còn có sự hiện diện của quý cố, quý tu sĩ nam nữ,
quý ban chánh chương, quý ban hành giáo, quý vị đại diện chính quyền các cấp, quý tôn giáo bạn, quý thân nhân ân nhân xa gần, quý bằng hữu của tân linh mục và gia đình, cùng toàn thể bà con trong giáo xứ, xin cộng đoàn đổ một tràng pháo tay để chúc mừng nhau. Kính thưa cộng đoàn, cách đặc biệt, người cùng đồng hành với cha Augustino của chúng ta trên bước đường ơn gọi là hai cha, cha Anôn Nguyễn Văn Ninh, chính xứ Lãng Hà, cũng là cha nghĩa vụ của cha Augustino, và cha Ignacio Đoàn Thanh Vững, chính xứ Mạo Khê. Xin cộng đoàn đổ mật tràng pháo tay để chào mừng hai cha. Cùng lãnh nhận hồng ân thánh chức linh mục với cha Augustino vào ngày 19 tháng 3 vừa qua, còn có 6 tân linh mục. Con xin giới thiệu một cha du xe Nguyễn Văn Chiến ở giáo xứ Nghĩa Xuyên, Hải Dương, hai cha du xe Bùi Hữu Duy quê ở giáo xứ Lương Đống, giáo phận Thái Bình, ba cha Phêrô Nguyễn Văn Đảo ở giáo họ Hội Bến thuộc giáo xứ Hội An, Vĩnh Bảo, Hải Phòng, bốn cha Thomas Đỗ Đức Lượng ở giáo xứ Xuân Điện, Vĩnh Bảo, Hải Phòng, năm cha Anton Vũ Văn Học ở giáo xứ Sâm Bồ, Hải An, Hải Phòng, và cha mới là cha Giuse Nguyễn Văn Huy ở giáo họ Lôi Làng thuộc giáo xứ Nam Em, Vĩnh Bảo, Hải Phòng, cũng về chung vui với cha quê hương của chúng ta. Xin cộng đoàn đổ một tràng bóp tay để chào mừng cha mới. Và người quan trọng và là nhân vật chính trong ngày hôm nay, con xin giới thiệu cha tân chức Augustino Hoàng Ngọc Toàn, người con của giáo xứ Trung Nghĩa và là chủ tế thánh lễ đặc ân hôm nay. Xin cộng đoàn một cổ tràng bóp tay thật lớn nữa để chúc mừng cha. Kính thưa quý cha, thưa cộng đoàn, niềm vui góp lại niềm vui lớn. Hôm nay, chúng ta từ muôn phương trời mang niềm vui đến đây để chúc mừng cho cha Augustino và gia đình nhân ngày trọng đại này. Giờ đây, con xin trân trọng giới thiệu một vị trong ban hội đồng giáo xứ, đại diện cho giáo xứ cũng như toàn thể cộng đoàn đang nghỉ điện nơi đây, có đôi lời chúc mừng cha Augustino. Xin trân trọng kính mời ông. Từ bụi cho Chúa nâng con lên hàng tư tế, trọng kính cha tổng đại diện, quý cha quản hạt, quý cha nghĩa phụ của tân linh mục cùng các quý cha, kính thưa quý cố, quý nam nữ tu sĩ, quý ban hội đồng giáo xứ, quý vị lãnh đạo chính quyền các cấp, quý khách cùng toàn thể cộng đoàn. Giáo hội đang sống trong mùa chay với tâm tình phó thác và lòng thiện chí quảng đại, thực thi lòng bác ái yêu thương với xã hội hôm nay, thế giới ngày mai, đang rất cần đến những nỗ lực cố gắng của những người thành tâm thiện chí như muối men và ánh sáng cho đời. Trong niềm hân hoan mừng vui của giáo phận Hải Phòng, ngày 19 vừa qua có thêm 7 tân linh mục được thụ phong để các ngài được sai đi phục vụ Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Cùng niềm vui chung của giáo phận, gia đình giáo xứ Trung Nghĩa chúng con được chung hưởng vào hồng ân này, đó là tân linh mục Augustino Hoàng Ngọc Toàn được Chúa chọn lãnh nhận thiên chức linh mục cao cả trong ngày trọng đại này. Kính thưa quý cha, quý khách cùng toàn thể cộng đoàn, đã từ lâu người giáo dân Trung Nghĩa chúng con mong ước có được một linh mục sinh ra và lớn lên từ đất mẹ. Thế rồi năm tháng trôi dần, mọi người mong mỏi chờ đợi, thì ngày hôm nay hạt giống Chúa gieo vãi đã mọc nơi chính nơi đất mẹ. Niềm vui, niềm tự hào được đong đầy vì hạt giống Chúa ươm nay trồi mọc lên đất mẹ. Tự hào chúng con được đồng thanh reo hò chúc tụng nhân danh Chúa mà đến. Kính thưa quý cha, quý khách cùng cộng đoàn, về cùng giáo xứ chúng con hôm nay, chúng con thấy tâm hồn mở ra,
Ơn Chúa xuống tràn trề, chưa bao giờ giáo xứ chúng con có được như ngày hôm nay. Từ sáng sớm nơi các nhà thờ, những hồi chung thôi thúc ngân vang, rồi các đoàn người, đoàn xe kéo về ngôi thánh đường nhà xứ. Một bầu khí náo nhiệt, thật linh thiêng. Phút giây bàng hoàng khi nghe tiếng loa phát ra, một thầy giới thiệu về chương trình thánh lễ tạ ơn. Tri ân các bậc tiền nhân của vị tân linh mục Autilo. Phút giây vui mừng khôn tả. Gia đình giáo xứ chúng con cảm tạ Chúa, cảm ơn đức cha giáo phận, quý cha nghĩa phụ của tân linh mục. Vì nay Thiên Chúa đã đáp lời khẩn cầu cho giáo xứ chúng con có được một vị tân linh mục tốt này. Có được ngày hôm nay, chúng con xin chúc mừng và cảm ơn ông bà cố đã dâng cho Chúa, cho giáo hội người con duy nhất. Xin Thiên Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho gia đình. Kính thưa tân linh mục, những mong đợi, những ước mơ, nay cha đã được lãnh nhận thiên chức linh mục và gia nhập linh lịch mục đoàn giáo phận. Gia đình giáo xứ chúng con thật tự hào được chúc mừng và gửi gắm tới cha qua những âm vang của những hồi chuông từ các nhà thờ trong toàn giáo xứ, và những hồi trống nổi lên, những tiếng kèn đồng xen vào những tiếng reo hò vang dày. Ngàn vạn con tim rung động ngước nhìn dõi theo trên con đường về khu thánh đường nhà xứ. Những băng rôn biểu ngữ cùng với biết bao những nắng hoa, những tấm hình đều mang dòng chữ chúc mừng tân linh mục. Giờ đây chúng con thấy niềm vui trong hy vọng rạng rỡ trên khuôn mặt Ngài, song chúng con thấy thoáng chút lo âu. Hiện bởi Ngài sinh ra từ đất mẹ, từ nay Ngài phải kéo buồm nước sóng ra khơi. Ôi biển đẹp biết bao, nhưng rồi có lúc biển ầm vang dữ dội, bởi đó là lệnh truyền của Chúa và hiệu lệnh của giáo hội thôi thúc Ngài. Ngài ra khơi từ biển, rồi cập bến đến các vùng miền xa xôi nhỏ nánh, có những lúc nhọc nhằn với những giọt mồ hôi ướt đẫm thân, đi theo bước chân đêm ngày rao giảng, tìm đến những nơi bao tâm hồn còn đang khao khát chờ mong. Niềm vui nơi Ngài có đó, nhưng nỗi lo canh cánh trong lòng. Ngày hôm nay giáo xứ chúng con thật vui mừng vì Chúa ban cho chúng con người thợ gặt cùng quê hương xứ sở. Chúng con được chúc mừng vì bao năm tháng học hành, tu luyện và rèn luyện nay đã được Chúa chọn trao ban quyền để Ngài diễn tả lại cuộc đời của Thiên Chúa cách trung thực và đi phân phát các mầu nhiệm của Chúa cho tha nhân. Cùng với những hồng ân cao cả đó, gia đình giáo xứ chúng con họp nhau nơi đây, cùng sự hiện diện hiệp thông của các quý cha, quý khách, quý cộng đoàn, hợp ý với tân linh mục dâng lễ tạ ơn Chúa, cầu xin Chúa chúc lành trả công bội hậu cho những thân nhân, ân nhân, đặc biệt cho đức cha của giáo phận, cho quý cha nghĩa phụ cùng các quý cha và tất cả những người giúp tân linh mục của chúng con tiến đến bàn thánh. Nguyện xin Chúa đáp lời cầu khẩn của chúng con, giúp tân linh mục luôn sống theo thánh ý Chúa, có sức khỏe dồi dào dấn thân phục vụ mọi người, có tâm hồn trong sạch để trở nên mục tử nhân lành như lòng Chúa mong ước. Trong giờ phút linh thiêng của ngày hồng ân cao cả này, bằng tất cả những tấm lòng trong toàn giáo xứ qua nắng hoa với dòng chữ chúc mừng tân linh mục, xin cha vui lòng đón nhận và xin kính chúc cha tràn đầy ơn thánh linh để cha bắt đầu cuộc hành trình nước sóng ra khơi đến bến bờ an bình. Chúng con cùng kính chúc. Giờ đây chúng con có những lãng hoa tươi thắm để chúc mừng cha. Chúng con kính mời cha vui lòng bước xuống trước gian cung thánh để đại diện hội đoàn chúc mừng. Con xin trân trọng giới thiệu và kính mời lãng hoa của giáo xứ Trung Nghĩa, lãng hoa của dòng họ Nguyễn Văn nhà xứ, lãng hoa của Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hùng Tiến. Lãng hoa của gia đình Linh Tông,
đình Minh Tông, con xin mời cha nghĩa huynh Doan Bon đi đi tango Ngọc Chuẩn tặng hoa cho cha áo lúc Kim Ngô. Lãng hoa của ta tổng nội ngoại. Vâng, xin chân thành cảm ơn những lãng hoa tươi thắm của quý vị và đại diện các hội đoàn. Và giờ đây mời cộng đoàn đứng, chúng ta bắt đầu bước vào thánh lễ với cha mới Augustino Hoàng Ngọc Toàn. Mời ca đoàn hát ca nhập lễ. Chúa vì yêu thương đã lập ban cho các tín hữu Chúa, và con đây là một người tôi tớ bất xứng, nhưng đã được Thiên Chúa yêu thương tuyển chọn để trao ban cho con chính hồng ân cao cả ấy. Vì thế con luôn ý thức rằng sở dĩ con có được ngày hôm nay là do lòng nhân từ của Chúa và do bởi chính Chúa. Chính Thiên Chúa đã yêu thương mời gọi và tuyển chọn con. Chính Thiên Chúa đã gửi đến cho con những sứ giả lòng thương xót của Chúa để giúp con chuẩn bị xứng đáng lãnh nhận hồng ân cao cả đó là chức linh mục mà con vừa được lãnh nhận cách đây 2 ngày. Những sứ giả ấy không ai khác chính là Đức Cha, là Cha Tổng Đại Diện, quý cha nghĩa phụ cùng quý cha, quý thầy, quý sơ, quý thân nhân và ân nhân, và tất cả mọi người trong cũng như ngoài giáo phận và giáo xứ của con, và cách riêng là bố mẹ con,
ông bà nội ngoại và các anh chị em, những người thân của con. Chính vì thế, sau khi đã được lãnh nhận hồng ân linh mục, ngày hôm nay con trở về quê nhà để dâng thánh lễ đầu tiên trong cuộc đời linh mục của mình, để tạ ơn Chúa và tri ân giáo hội, tri ân các đấng cũng như các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ, tất cả những thân nhân và ân nhân của con cũng như của giáo xứ con và tất cả mọi người. Con kính xin quý cha, quý khách và cộng đoàn cùng hiệp ý với con trong lời cầu nguyện, đặc biệt trong thánh lễ này. Giờ đây, để những ý nguyện ấy của chúng ta được Thiên Chúa đoái thương chấp nhận, chúng ta hãy thành tâm sám hối ăn năn. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin được bà Maria chọn đời đồng trinh và thiên thần, và thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi được và Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Thank you.
Lạy Chúa là Cha chúng con và là đấng ban phát mọi ơn lành. Này chúng con nhìn nhận hết những gì chúng con đang có, và ngay chính bản thân chúng con, tất cả đều bởi Chúa. Xin dạy chúng con ngày càng thấy rõ Chúa yêu thương chúng con dường nào, và xin làm cho chúng con tận lực tận tình yêu mến Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a có lời Đức Chúa phán với tôi rằng: trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, ta đã biết ngươi. Trước khi ngươi lọt lòng mẹ, ta đã thánh hóa ngươi. Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân. Nhưng tôi thưa, ôi, lại Đức Chúa là Chúa thượng, con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nói. Đức Chúa phán với tôi: đừng nói ngươi còn trẻ, ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi. Ta truyền cho ngươi nói gì, ngươi cứ nói. Đừng sợ chúng, vì ta ở với ngươi để giải thoát ngươi. Sấm ngôn của Đức Chúa. Rồi Chúa giơ tay chạm vào miệng tôi và phán: đây, ta đặt lời ta vào miệng ngươi. Đó là lời Chúa.
Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em, tôi xin nhắc lại cho anh em tin mừng tôi đã loan báo và anh em đã lãnh nhận cùng đang nắm vững. Nhờ tin mừng đó, anh em được cứu thoát. Nếu anh em giữ đúng như tôi đã loan báo, bằng không thì anh em có tin cũng vô ích. Trước hết, tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chúng tôi đã lãnh nhận, đó là Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Kinh Thánh. Rồi Người đã được mai táng và ngày thứ ba đã trỗi dậy, đúng như lời Kinh Thánh. Người đã hiện ra với ông Kê-pha, rồi với nhóm 12. Sau đó, Người đã hiện ra với hơn 500 anh em một lượt. Trong số ấy, phần đông hiện nay còn sống, nhưng một số đã an nghỉ. Tiếp đến, Người hiện ra với ông Gia-cô-bê, rồi với tất cả các tông đồ. Sau hết, Người cũng đã hiện ra với tôi, là kẻ chẳng khác nào một đứa trẻ sinh non. Thật vậy, tôi là người hèn mọn nhất trong số các tông đồ. Tôi không đáng được gọi là tông đồ vì đã ngược đãi hội thánh của Thiên Chúa. Nhưng tôi có là gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa. Và ơn Người ban cho tôi đã không vô hiệu. Trái lại, tôi đã làm việc nhiều hơn tất cả những vị khác. Nhưng không phải tôi, mà là ơn Thiên Chúa cùng với tôi. Tóm lại, dù tôi hay các vị khác rao giảng, thì chúng tôi đều rao giảng như thế, và anh em đã tin như vậy. Đó là lời Chúa. Chị em vào cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, bà Maria lên đường, vội vã đi đến miền núi và một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Zacaria và chào bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy thánh thần. Bà Elizabeth kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em." Bấy giờ bà Maria nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa đồ chỉ Israel, tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý cha đồng tế, kính thưa quý khách, kính thưa cộng đoàn phục vụ rất quý mến. Bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe đọc trong thánh lễ tạ ơn hôm nay đưa chúng ta về một thời khắc vô cùng quan trọng ở trong lịch sử cứu độ. Đó là thời khắc mà Thánh Phaolô gọi là khi thời gian đã viên mãn. Thời khắc mà Thiên Chúa quyết định sai con của Ngài đến trần gian để thực hiện công trình cứu độ. Thời khắc ấy đã diễn ra ở làng Nazareth khi thiên sứ đến gặp trinh nữ Maria và đề nghị với mẹ là nhận đón nhận ngôi hai nhập thể trong lòng. Này trinh nữ sẽ thụ thai, sinh ra một con trai. Thưa quý ông bà và anh chị em, khi khoảng khắc ấy, các nhà tu đức đã nghĩ rằng tất cả triều thần trên trời cũng như muôn loài muôn vật dưới thế đều nín thở. Nín thở trong cái thời khắc vô cùng quan trọng. Nín thở để chờ đợi sự phản ứng của trinh nữ Maria. Và khi mà trinh nữ Maria nói, vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói, thì trời đất vỡ òa một niềm vui lớn lao. Và như kinh chúng ta đọc, chốc ấy ngôi thứ hai xuống thế làm người, Đức Maria đã trở thành một người mẹ của ngôi lời nhập thể và được gọi là mẹ Thiên Chúa. Chính vì thế bà Elizabeth khi gặp Đức Maria đã nói rằng em thật có phúc, em thật có phúc. Vâng, từ đó suốt chiều dài của lịch sử cho đến ngày hôm nay, không có một thời khắc nào trong ngày, trong đêm mà con cái của mẹ khắp nơi trên thế giới lại không vang lên lời kinh kính mừng Maria để ơn phúc. Đức Maria là người có phúc. Phúc của Đức Mẹ Maria vô cùng lớn lao, phúc được gọi là vô tiền khoáng hậu. Nhưng Đức Maria lại nhận nó là tất cả là do ân sủng của Thiên Chúa. Trong kinh Magnificat, kinh ngợi khen mà chúng ta vừa nghe, thì Đức Maria nói rằng đấng toàn năng đã làm cho tôi những điều cao cả, danh người thật chí thánh chí thôi. Nếu Đức Maria có được ơn vô nhiễm nguyên tổ, nếu Đức Maria là mẹ Thiên Chúa, hạnh phúc hồn xác về trời, thì chẳng qua đó là tác phẩm của ân sủng Chúa mà thôi. Tất tật tật đều là do ân sủng của Chúa, và Đức Maria ý thức điều đó rất rõ. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những điều cao cả, danh người. Và với hồng ân vô cùng lớn lao như thế, Đức Mẹ chỉ còn có mỗi một việc, đó là xin vâng. Thưa quý ông bà và anh chị em, nhân vật thứ hai mà các bài kinh thánh trích từ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô cho chúng ta chiêm ngắm, đó là Phaolô. Phaolô nói với chúng ta rằng tôi thật ra không đáng được gọi là tông đồ, bởi vì anh chị em biết rằng tôi là người bắt hại các tín hữu. Chúng ta biết cuộc đời của Phaolô rất rõ. Nhưng mà ơn Chúa, có thể nói là ơn Chúa đã quật ngã Phaolô trên đường đi Damas, để rồi ơn Chúa nhào nắn Phaolô trở thành vị tông đồ vĩ đại. Và vì thế cho nên
chúng ta vừa nghe Phaolô chính ngài nói: tôi không xứng đáng được gọi là tông đồ, nhưng mà tôi được như thế này là do ơn của Chúa. Tôi làm tông đồ, tôi rao giảng tin mừng cùng với các tông đồ, tôi trở thành người tín hữu, tôi được vinh dự loan tin mừng cho anh chị em là bởi vì ơn Chúa. Chúa làm cho tôi như vậy. Chúa đã uốn nắn tôi, Chúa đã nhào luyện tôi để từ một người bắt bớ Kitô hữu trở thành một người đi rao giảng Đức Giêsu, rao giảng tin mừng của ngài. Phaolô bảo rằng tôi được như vậy là do ơn Chúa. Và thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta chiêm ngắm một nhân vật thứ ba, đó là cha chủ tế thánh lễ hôm nay, cha Augustino Hoàng Tập Toàn. Hôm nay ngài trở về đây với dân giáo xứ, bà con họ hàng và những người thân quen, một con người vừa lạ vừa quen. Có lẽ ngài rất quen với tất cả mọi người, còn là cậu bé có lẽ cũng đi chăn trâu, cha không biết là ở đây hồi đấy là thì đã còn trâu không, nhưng mà nếu như là bình thường thì là cũng đi chăn trâu, cắt cỏ, cũng đi làm ruộng, rồi cũng cắp sách đến trường, rồi cũng vào nhà thờ đọc kinh cầu nguyện như tất cả các em trong giáo xứ, có khi cũng leo lên tháp chuông bắt chim sẻ chăng. Và tôi cứ suy tư cũng ta ra một người có khi cũng rủ nhau đi ăn trộm quả bòng quả quỳ của hàng xóm, đó là trẻ con, em nào cũng vậy hết. Một chàng thanh niên đi học cùng với các bạn bè, nhưng mà sau đó thì ơn Chúa đã kêu gọi và như Đức Maria, ngài thưa xin vâng. Ngài là một con người, người con của ông bà cố, là một người trong giáo xứ rất quen thuộc, chúng ta biết ngài. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta lại thấy có một điều lạ, là bởi vì hôm nay ngài về đây không phải với tư cách là một người dân trong họ, như là một công dân ở trong làng, không phải chỉ là một người con ở trong họ, không phải là một người chỉ là một người cháu đối với các ông các bà, nhưng ngài về đây với tư cách là một linh mục của Chúa. Qua việc đặt tay của Đức Giám Mục, qua việc thánh hiến sức dầu, thì ngài đã được hiến dâng cho Chúa và ngài trở thành linh mục. Và vì thế hôm nay ngài có thể nhân danh cộng đoàn dân tế lễ lên Thiên Chúa, một con người vừa lạ vừa quen. Nếu như có ai đó bảo rằng ô ông này ngày xưa cùng đi chăn trâu với tao, thì vâng đúng rồi, nhưng mà ông này hôm nay đã trở thành linh mục qua việc đặt tay của Đức Giám Mục, qua việc sức dầu thánh hiến để hiến dâng trọn vẹn cho Chúa Giêsu, để phục vụ Thiên Chúa và phục vụ các linh hồn. Vâng, cha Toàn Augustino bảo rằng tôi được như thế này cũng là bởi ơn Chúa mà thôi. Nếu tôi có làm linh mục, nếu tôi có được dâng tế lễ, nếu tôi có được ban những quyền rất đặc biệt để có thể tha tội, để có thể làm cho bánh rượu trở nên mình và máu thánh Chúa Giêsu, nếu tôi được ơn để trọn vẹn thuộc về Chúa Giêsu và phục vụ giáo hội, thì cũng là bởi ơn Chúa mà thôi. Tất cả là bởi ân sủng của Chúa. Tôi có là gì thì cũng là bởi ơn Chúa. Đó là câu tâm nguyện đời linh mục của ngài. Thưa quý ông bà và anh chị em, nhưng mà chúng ta cũng có thể suy nghĩ thêm một chút nữa. Không phải chỉ có Đức Maria, không phải chỉ có Phaolô, không phải chỉ có cha Augustino, nhưng mà tất cả mỗi người chúng ta, tất cả mọi người chúng ta đều lãnh nhận những hồng ân vô cùng đặc biệt mà Chúa dành cho. Chắc chắn là như thế. Không phải chỉ có linh mục mới nhận được những hồng ân đặc biệt, còn giáo dân thì nhận được những hồng ân bình thường. Không phải chỉ có Đức Maria thì mới nhận được những hồng ân đặc biệt, còn người giáo dân thì chỉ nhận được những ân tưởng thường. Tất cả mỗi người chúng ta, tất cả mỗi người ở trong những hoàn cảnh khác nhau, ở trong những cái vị trí khác nhau trong thân thể mầu nhiệm của Chúa là giáo hội, mỗi người chúng ta đều lãnh nhận được những hồng ân vô
cùng đặc biệt cho nhiệm vụ của mình. Vấn đề là chúng ta có nhận ra hay không, và vấn đề là chúng ta có đáp trả lại lời mời gọi của Chúa hay không. Đức Maria đã nói lời thưa xin vâng, và Phaolô thì nói rằng tôi đã không làm cho các ân huệ của Chúa hư đi. Có nghĩa là những ân ban mà Ngài đã nhận được thì Ngài đã làm cho nó trường sinh hoa trái thiêng liêng cho nước Chúa, cho công cuộc xây dựng hội thánh. Và đó là lời mời gọi dành cho mỗi người chúng ta. Chúng ta hôm nay đến đây dâng lễ không chỉ là cùng với cha mới tạ ơn Thiên Chúa về hồng ân linh mục, không phải chỉ cầu nguyện cho Ngài được chu toàn sứ mệnh trách nhiệm của mình, trách nhiệm vừa mới lãnh nhận, nhưng còn là nhận ra sứ mệnh của mình, còn là nhận ra những hồng ân mà Chúa ban cho mỗi người. Và như Đức Maria, như Phaolô, chúng ta nói lời thưa xin vâng, nói lời thưa sẵn sàng cộng tác với Chúa, nói lời thưa xin làm cho những ân huệ mà Chúa ban trong cuộc đời của tôi sẽ trổng sinh hoa trái thiêng liêng cho nước Chúa. Và như thế, lễ tạ ơn hôm nay không phải chỉ là tạ lễ tạ ơn của cha Augustino, nhưng mà là lễ tạ ơn của tất cả và từng người trong chúng ta. Amen. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là cha đầy lòng nhân ái đã chọn và thánh hiến các linh mục để thay mặt người thi hành việc giảng dạy, thánh hóa và hướng dẫn dân Chúa. Trong niềm vui của ngày tạ ơn hôm nay, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin. Hội thánh luôn cần những linh mục thánh thiện, khôn ngoan và nhiệt thành để phục vụ cộng đoàn dân Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho hội thánh ngày càng có thêm những linh mục như lòng Chúa mong muốn, để làm vinh danh Chúa và mưu ích cho các linh hồn. Trong niềm vui thánh thiêng của ngày lễ tạ ơn hôm nay, xin cho tân linh mục Augustino được tràn đầy ơn Chúa, để từ nay cha thêm can đảm dấn thân phụng sự Chúa, ở đêm ngài ơn cứu rồi cho mọi người. Uống nước nhớ nguồn, tân linh mục Augustino Hoàng Ngọc Toàn được như ngày hôm nay là nhờ sự yêu thương, nâng đỡ và cầu nguyện của biết bao người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa chúc lành và ban tràn đầy ơn phúc cho Đức Cha, quý cha, quý ông bà cố, quý thân nhân, ân nhân và tất cả những ai đã giúp cha trong hành trình dấn thân phụng sự Chúa và phụng vụ tha nhân trong thiên chức linh mục mà cha đã nhận lãnh. Lạy Thiên Chúa là cha yêu thương, xin đón nhận những ý nguyện chân thành của chúng con vừa dâng lên Chúa, mà cho chúng con luôn an vui vững bước trong ơn gọi của mình, và luôn biết cố gắng sống cuộc đời thánh thiện để làm lạng danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Thiên Chúa làm hy lễ bởi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và yêu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con dâng tiến lễ vật này để ngợi khen Chúa vì mọi ơn lành Chúa đã thương ban. Mặc dầu chúng con chẳng làm gì nên công trạng, xin giúp chúng con biết sử dụng ơn Chúa thế nào để làm vạn danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Tuy không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban. Vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế, cùng với ca đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để khiến toàn hội thánh đức trong đức bên cùng Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giám mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, cộng đoàn chúng con đang hoan hỷ tạ ơn Chúa vì những ơn lành mà Chúa đã rộng ban cho chúng con. Chúng con cũng cầu nguyện xin Chúa thương ban cho giáo phận con, cho đức cha, quý nam nữ tu sĩ, cho bố mẹ con cùng tất cả những thân nhân và ân nhân của con và toàn thể cộng đoàn đang hiện diện nơi đây, ơn bình an, ơn mạnh khỏe và mọi ơn lành hồn xác. Chúng con cũng cầu nguyện xin Chúa thương đến các linh hồn mà chúng con cùng cầu nguyện trong thánh lễ này. Linh hồn Đức Cố Giám mục Giuse Maria, linh hồn các cha trong giáo phận, linh hồn các bậc tiền nhân, những người thân nhân và ân nhân của con cũng như của giáo xứ con, đặc biệt là các linh hồn Augustino, Maria, Anna, Giuse, Gioan Bautista, linh hồn Hilario mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa, xin ban cho những ai đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhờ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse Bàn Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Xin nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lời Chúa cứu thế và theo thế đức người dạy, chúng ta giam nguyện thân. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha.
anh chị em với chúc bình an cho nhau. Con vui vẻ hăng say phụng sự Chúa và nhờ đó được hưởng những hồng ân khác nữa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Con kính mời quý cha và cộng đoàn an toàn. Trong ngày vui mừng trọng đại và trang hòa ơn phúc của thánh lễ vừa cử hành, giờ đây con xin trân trọng giới thiệu và kính mời tân linh mục Augustino có lời tâm tình với quý cha và cộng đoàn. Con xin kính mời cha. Cho kính cha tổng đại diện, cha nghĩa phụ cùng quý cha. Mọi phúc lành đều do bởi Chúa, mọi sự thiện hảo đều do bởi Thiên Chúa trao ban, tất cả đều do hồng ân Thiên Chúa trao tặng. Ngày hôm nay con có là gì cũng là do bởi ơn Chúa. Vâng, con có là gì cũng là do bởi ơn Chúa. Đó chính là câu châm ngôn mà con đã chọn cho đời linh mục của mình. Và đó cũng chính là tâm tình của con trong ngày lễ tạ ơn hôm nay. Trọng kính cha tổng đại diện, quý cha nghĩa phụ cùng quý cha đồng tế trong cũng như ngoài giáo phận, kính thưa quý thầy phó tế, quý thầy chủng sinh, quý nam nữ tu sĩ, quý cố, quý ban hành giáo, cùng tất cả
Quý cụ, quý ông bà và anh chị em, sở dĩ con có được như ngày hôm nay, được làm linh mục của Chúa, trước tiên là do hồng ân của Thiên Chúa thương ban, và sau nữa là do công ơn và phúc đức của tất cả mọi người. Vì thế ngày hôm nay, ngoài việc tạ ơn Chúa, con cũng xin được nói lên lời tạ ơn, lòng yêu mến và tâm tình biết ơn của con đối với tất cả mọi người. Trước hết, con thành kính tri ân Đức Cố Giám Mục Jose Maria Nguyễn Tùng Cương, người đã đón nhận con vào số những ứng sinh của gia đình giáo phận và đã lo liệu cho con được vào miền Nam để học tập hầu chuẩn bị cho sứ vụ tương lai của con. Con xin tri ân Đức Cha Jose Vũ Văn Thiên, người đã tiếp nối Đức Cha Cố Jose Maria trong tình yêu và dạy dỗ con, đồng thời đã cho phép và tạo điều kiện cho con được theo học tại Đại chủng viện. Và ngày 19 tháng 3 vừa qua, Đức Cha đã thay mặt Chúa và giáo hội đặt tay chuyển chức linh mục cho con và cho con được gia nhập vào gia đình tư tế của giáo phận. Con xin cảm ơn Đức Tổng Giám mục Jose Ngô Quang Kiệt, Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Đức Cha Lorenzo Chu Văn Minh cùng quý cha trong ban giám đốc, quý cha trong ban giáo sư Đại chủng viện Thánh Jose Hà Nội đã không quản ngại những khó khăn, hy sinh để đào tạo và uốn nắn hầu giúp con được tiến bước trong hành trình ơn gọi tận hiến của mình. Con xin tri ân cha nghĩa phụ An Tôn Nguyễn Văn Minh đã thu nhận con làm nghĩa tử, đã vun trồng và nâng đỡ ơn gọi của con. Trong những năm tháng đầu đời của hành trình ơn gọi, cha đã luôn đồng hành cùng con và cầu nguyện nhiều để kéo ơn Chúa xuống trên con. Cha đã lo lắng cho con được theo học tại miền Nam, và khi đã mãn hạn trở về giáo phận, cha lại tiếp tục lo cho con được theo học tại Đại chủng viện. Rồi khi con mãn trường và trở về giáo phận, cha lại tiếp tục nâng đỡ, chia sẻ cho con những kinh nghiệm, nghiệm mục vụ, nhất là những kinh nghiệm thiêng liêng thật hữu ích. Đặc biệt trong những ngày gần đây, cha đã tận tình giúp đỡ con trong công tác chuẩn bị và tổ chức cho thánh lễ tạ ơn này, cũng như đã hiệp dâng thánh lễ tạ ơn với con hôm nay để cầu nguyện cho con. Tình yêu thương bao la ấy của cha, con nguyện sẽ luôn mang theo bên mình và hứa sẽ sống xứng đáng với tình yêu ấy. Con cũng cảm ơn cha Ignacio Đoàn Thanh Vững đã cộng tác với cha cố con và đồng hành cùng con trong hành trình ơn gọi để con có được như ngày hôm nay. Con xin hết lòng cảm ơn cha tổng đại diện, cũng là cha xứ giáo xứ Xính Tòa Hải Phòng, nơi con đang có vinh dự được cộng tác giúp việc mục vụ. Cha đã vui lòng đón nhận con về với gia đình giáo xứ, đã dành cho con những tình cảm thật quý báu, đã tạo mọi điều kiện tốt để con có thể học hỏi thêm kinh nghiệm mục vụ, đã giúp con chuẩn bị tâm hồn qua hai lần tĩnh tâm để lãnh nhận chức thánh, và đặc biệt đã nhận lời chia sẻ lời Chúa trong thánh lễ tạ ơn của con hôm nay. Con cũng xin cảm ơn cha cố Lui Cao Đức Thuận cùng quý cha gốc Hải Phòng tại miền Nam đã hết tình cộng tác với bề trên giáo phận để nâng đỡ, đào tạo và dạy dỗ con trong những năm tháng con học tập tại miền Nam. Con cũng xin hết lòng cảm ơn cha đặc trách ơn gọi, cũng là cha quản hạt Hải Phòng, quý cha trong gia đình Linh Tông, quý cha Đồng Hương Vĩnh Bảo cùng quý cha trong và ngoài giáo phận đã nâng đỡ và cầu nguyện cho con trong hành trình ơn gọi. Nhất là trong những ngày con chuẩn bị lãnh nhận tác vụ linh mục vừa qua, và cách riêng ngày hôm nay đã đến hiệp dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho con. Con cũng xin cảm ơn quý thầy phó tế, quý thầy chủng sinh, quý nam nữ tu sĩ đã luôn là những người bạn đồng hành của con, đã luôn động viên, chia sẻ và cùng cầu nguyện cho con trong hành trình dâng hiến. Con xin hết lòng cảm ơn quý ban thường trực hội đồng giáo xứ, quý ban hành giáo, các giáo xứ Thiết Chanh, Đồng Vạn, Đồng Bình, Bình Hoàng, Mỹ Động, Thắng Yên, An Thủy, Phú Lộc, Trà Cổ, Hà Lai, Đồng Giá, Sâm Bồ, Lương Khê, Lãm Hà,
và các giáo họ trực thuộc là những nơi mà con đã từng có cơ hội đến giúp làm việc mục vụ trong những tháng hè và trong năm tập vụ. Đặc biệt là ban thường trực và ban hành giáo giáo xứ Xính Tòa Hải Phòng và giáo xứ An Tân là những nơi mà con đang có vinh dự được giúp làm việc mục vụ. Quý vị đã nhiệt tình cộng tác giúp đỡ con hoàn thành mọi công việc và đã dành cho con những sự quan tâm, yêu thương thật quý báu. Và ngày hôm nay cũng đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho con. Cách tiên, con xin cảm ơn ban thường trực hội đồng giáo xứ và quý ban hành giáo các giáo họ trực thuộc xứ Trung Nghĩa, quê hương của con, cũng là những thành viên của ban tổ chức thánh lễ tạ ơn hôm nay. Cách riêng là ban hành giáo cùng các hội đoàn đạo đức họ nhà xứ đã luôn quan tâm, khích lệ và cầu nguyện cho con để con vững bước trong hành trình tận hiến và trong những ngày này đã vất vả chuẩn bị và tổ chức cho ngày lễ tạ ơn của con hôm nay. Kính thưa quý cha, quý khách cùng toàn thể cộng đoàn, giờ đây con xin phép được có đôi lời gửi tới bố mẹ con và các anh chị em, các cháu của con. Bố mẹ kính mến, bố mẹ đã sinh ra con trong phần thân thể, đã nuôi dưỡng con lớn khôn và dạy dỗ con thành người. Là một người con trai độc nhất trong gia đình, đáng lẽ ra con phải ở nhà để phụng dưỡng bố mẹ và lo lắng cho gia đình. Nhưng bố mẹ đã quảng đại hy sinh và dâng hiến con cho Chúa, để con được ra đi phục vụ Chúa và phục vụ giáo hội. Trong suốt những năm tháng con theo đuổi ơn gọi, và nhất là trong thời gian con tu học tại Đại Chủng Viện, không ngày nào là bố mẹ không khỏi lo lắng cho con. Bao nhiêu năm con tu học là bấy nhiêu năm bố mẹ đã phải hy sinh và đêm ngày cầu nguyện cho con, để xin Chúa gìn giữ và ban cho con được ơn bền đỗ và được trưởng thành hơn mỗi ngày trong hành trình tận hiến. Ngày hôm nay, khi con có được hồng phúc trọng đại này, thì cũng là lúc mà sức khỏe của bố mẹ đã gần cạn kiệt. Con biết là trong lúc này, dù con có nói điều gì đi chăng nữa, thì cũng không thể nào diễn tả hết được tình yêu, sự hy sinh và công sức mà bố mẹ đã dành cho con. Con chỉ biết cậy trông vào ơn Chúa, nguyện xin Chúa ban tràn đầy ơn lành hồn xác xuống trên bố mẹ, và con nguyện sẽ sống xứng đáng với tình yêu và sự hy sinh lớn lao của bố mẹ đã dành cho con. Em cũng xin cảm ơn các anh chị, các em và các cháu trong gia đình đã luôn yêu thương đùm bọc em. Em đi tu, mọi công việc lớn nhỏ trong gia đình đều đổ dồn lên đôi vai của các anh chị, các em và các cháu. Nhưng các anh chị, các em và các cháu đã quảng đại và vui vẻ chấp nhận hy sinh vất vả đó để em được an tâm tu luyện. Em cảm ơn về tất cả những hy sinh và những tình cảm cao quý mà các anh chị, các em và các cháu đã dành cho em. Con cũng xin hết lòng tri ân các bậc tổ tiên, quý ông bà, cô dì, chú bác, cậu mợ, anh chị em họ hàng, nội, ngoại và quý ân nhân xa gần, vì tình yêu thương đã luôn nâng đỡ con về mọi mặt, nhất là đã âm thầm hy sinh và cầu nguyện nhiều cho con trên bước đường theo Chúa. Đặc biệt ngày hôm nay đã không quản ngại vượt xa ngàn dặm về hiệp dâng thánh lễ tạ ơn cùng chung vui với con và cầu nguyện cho con. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn quý khách và toàn thể quý cộng đoàn ngày hôm nay đã đến đây chia sẻ niềm vui với tôi và hiệp lời tạ ơn Chúa cùng cầu nguyện cho tôi. Em cũng xin hết lòng cảm ơn quý thầy cô và các bạn đồng môn vì nghĩa thầy tình bạn đã đến chúc mừng và chung vui với em trong ngày lễ tạ ơn hôm nay. Tôi cũng xin cảm ơn các cấp chính quyền đã thông cảm và tạo mọi điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt những năm tháng qua. Cách riêng ngày hôm nay cũng hiện diện nơi đây và có những lời cầu chúc tốt đẹp tới tôi. Và sau cùng, để ngày vui hôm nay được trọn vẹn, tôi không quên gửi lời cảm ơn tới quý thầy Đại Chủng Viện, anh em ứng sinh của giáo phận, cùng các anh chị em giới trẻ giáo xứ Trung Nghĩa, Thuyết Tranh, các hội đoàn đạo đức họ nhà xứ Trung Nghĩa, hội Nam Nhạc họ nhà xứ, hội Kinh Nhạc giáo họ Trại Cốc và giáo họ Đông Quang, ban âm thanh, ban quay phim chụp hình, ban ẩm thực, ban tiếp tân, ban trật tự, tổ an ninh xã thôn và tất cả những ai đã vất vả trong việc chuẩn bị và tổ chức
để ngày lễ tạ ơn của tôi hôm nay được diễn ra cách trang trọng và sốt sắng. Kính thưa quý cha, quý khách cùng toàn thể cộng đoàn, chức linh mục là một hồng ân, nhưng cũng là một trách nhiệm với rất nhiều những đòi hỏi. Vì thế, con ước mong vẫn tiếp tục nhận được sự yêu thương, nâng đỡ và nhất là những lời cầu nguyện của quý cha cùng tất cả mọi người. Ngõ hầu giúp con có thể chu toàn sứ mạng cao cả mà Chúa và giáo hội đã trao phó, là trở nên chứng nhân của tình yêu Chúa đối với mọi người. Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và thánh Augustino ban cho quý cha, quý thầy, quý nam nữ tu sĩ, quý cố, quý thân nhân và ân nhân, quý khách và tất cả mọi người đang hiện diện nơi đây luôn được sống trong niềm vui thiêng liêng bởi cảm nghiệm được những hồng ân của Chúa ban tặng và những điều kỳ diệu Chúa đã làm cho mình. Sau thánh lễ, con đại diện gia đình xin trân trọng kính mời quý cha, quý thầy, quý sơ, quý khách, quý thân nhân và ân nhân, quý chính quyền và toàn thể cộng đoàn lưu lại chung vui với con và gia đình con trong bữa cơm thân mật. Một lần nữa, con xin chân thành tri ân và cảm tạ. Vì yêu thương, Thiên Chúa đã mời gọi, tuyển chọn bà Thánh Hiến cha Augustino làm linh mục của Chúa. Không phải vì tài đức và khôn ngoan, nhưng vì tình yêu thương mà Chúa đã nâng cha lên hàng tư tế và cho làm bạn nghĩa thiết với Ngài. Thiên chức linh mục thật là cao trọng, nhưng thân phận con người lại yếu đuối, bất toàn và mỏng toàn. Vì thế, Thiên cộng đoàn cầu nguyện cho cha mới nhiều, để Ngài chu toàn bổn phận, trách nhiệm trong ơn gọi cao cả này. Mời cộng đoàn đứng, kính mời cha Augustino quỳ trước bàn thờ để chúng ta cùng đọc kinh cầu nguyện cho tân linh mục. Lạy Chúa, xưa Chúa đã phán, lúa chín đầy đồng mà thờ gặp lại in. Hôm nay chúng con vui mừng vì Chúa đã ban cho chúng con người thờ gần, là bạn hữu quen biết, là người cùng quê hương, cùng xứ sở với chúng con. Chúng con biết rằng tân linh mục được tuyển chọn không phải vì công phu của chính tân linh mục, nhưng lạy Chúa, chỉ vì lòng Chúa yêu thương nên đã tuyển chọn. Như lời Chúa đã ban cùng các tông đồ rằng, không phải các con đã chọn Thầy, nhưng Thầy Ngài chọn các con. Vì thế hôm nay, chúng con họp nhau đây họp đi với tân linh mục để dâng thánh lễ cảm tạ Chúa. Trong thánh lễ hôm nay, chúng con cũng hợp lý với tân linh mục cầu xin Chúa chống lành và trả ơn bồi hồi cho những thân nhân và ân nhân, cho những người đã hướng dẫn và dạy dỗ, và cho tất cả những ai đã giúp tân linh mục tiến đến bàn thân. Lạy Chúa, xưa Chúa đã phán, không có Thầy các con không thể làm gì được. Lạy Chúa, tân linh mục của chúng con đây, nếu không được Chúa trợ giúp, không thể chu toàn sứ mạng Chúa trao phó. Lạy lạy Chúa, chúng con nguyện xin Chúa ban cho tân linh mục luôn sống theo ý
dồi dào sức khỏe, được tâm hồn trong sạch, được trở nên chứng nhân sống động mang hình ảnh Chúa. Này mẹ Maria, mẹ là mẹ các linh mục, xin mẹ gìn giữ thân linh mục được trung thành với ơn Chúa, được Chúa toàn sứ mạng cho đến cùng. Kính thưa cộng đoàn, trong thánh lễ tạ ơn đặc biệt này, Đức Giáo Hoàng đã rộng ban cho các tân linh mục được ban phép lành tòa thánh, cùng với ơn toàn giá kèm theo. Giờ đây, kính mời cộng đoàn cùng lắng nghe sắc lệnh của Thánh Bộ Xá Giải. Con xin kính mời một cha đại diện, cha Phêrô Vũ Văn Thìn công bố sắc lệnh. Phép lành tòa thánh với ơn toàn xá dành cho các tân linh mục. Đức Phaolô VI do thánh ý Chúa quan phòng được đặt lên làm giáo hoàng, sẵn lòng chấp nhận những thỉnh cầu vì ngài tỏ lòng lưu tâm của bậc hiền phụ đối với các linh mục mới chịu chức, nên ngài cho mọi tân linh mục khi cử hành thánh lễ đầu tiên khá long trọng có thể ban phép lành tòa thánh cùng với ơn toàn xá đi kèm theo. Phép lành này chỉ được ban một lần mà thôi, theo công thức trong sách lễ nghi Roma, và chỉ được ban ngoài thành Roma. Ơn toàn xá này chỉ được ban cho các tín hữu đã xưng tội, đã hết lòng tham dự thánh lễ này, đã nhận phép lành tòa thánh nói trên và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy chúc tụng danh Chúa từ bây giờ và cho đến muôn đời. Ông phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa là đấng tạo thành trời đất. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Cảm ơn Chúa. Hồng ân thiên chúa.